chào bà cô chú đi chị. Chào bà cô chú đi. Xin chào bà cô chú. Con đi đâu? Con đi Việt Nam chứ đi đâu trời? Con bỏ rùa nè. Hello cô chú anh chị ạ. Hôm nay hai mẹ con Kim đang chuẩn bị đi ra sân bay về Việt Nam hả mọi người. Cái hoa tulip nhà Kim nè, bên này nó đã nở rồi ha cô chú anh chị, nhưng mà vẫn còn mấy cái này nè, nó mới búp 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 à. Chuyến này Kim đi về Việt Nam, về đi qua lại là 20 mấy ngày ha cô chú anh chị, tới lúc qua chắc nó tàn hết rồi mọi người. Uổng quá không có ngắm được. Xin chưa nè. Mà sáng Kim mới dọn bớt chỗ này nữa. Bây giờ là 5 giờ chiều ha cô chú anh chị. Đây những cái này nó búp búp luôn. Nó vẫn chưa có nở. Nó sắp nở rồi cô chú ơi, mà không, chuyến này đi về là nó tàn luôn rồi, sẽ không có nhìn được cái hoa như thế nào. Hai mẹ con Kim về, hôm bữa có cô chú anh chị hỏi Kim là hai mẹ con về không, ba không có về ha. Thì hai mẹ con Kim về trước, xong ngày ba chi đến 17 tây mới về mọi người. 17 tây về thì 20 tây đám cưới em gái Kim. Và 21 tây là cả nhà sẽ quay lại đó mọi người. Honey. Hello chi, đúng tay mẹ nè. Đã tới sân bay Manchester rồi hả cô chú anh chị. Hai mẹ con về hai cái vali thôi mọi người. Kim không có mang đồ về. Kim không có mang đồ về nhiều cô chú anh chị. Em chi nhìn thấy mấy cái hình nộm này đang bay nè, em nó đứng nhìn nè con bà cô chú ơi. Bên kia có một cái chiếc xe giống như là quảng cáo xe hết mọi người. Let's go chi. 9 giờ mấy máy bay hả cô chú anh chị, bây giờ mới có 6 giờ rưỡi thôi cô chú anh chị. Chị muốn ăn gì không con? Is it hot chocolate caramel? Chị uống nước gì mẹ mua nè. Bây giờ nóng quá chị ạ. Rồi con bỏ chỗ nào cũng được hết á. Ok. Bây giờ mới 7 giờ thôi hả cô chú anh chị. Đợi tới 8 giờ 55 thì không, 8 giờ 25 thì cửa mới mở mọi người. Kim mua một cái ly hot chocolate nè, 60.000. Em chi mua cái này nè cô chú anh chị, để Kim cho, để rồi mẹ cho bà cô chú coi. Đây nè. Cái bịch kẹo này bình thường mua ở trong siêu thị không tới 1 đồng nữa. Chị mở ra đổ hết nửa bịch rồi cô chú. Cười không? Đó, chịu nổi không? Một cái chai nước cũng 2 đồng 60 ngàn hả mọi người. Ở trong sân bay cái gì cũng mắc hết trơn đó cô chú anh chị. Kim có đem mấy cái bánh này cho chị ăn nè mọi người. Hai mẹ con ăn là giống như bánh quy ha. Trên chuyến bay đầu tiên em Chi được tặng một cái ba lô và một cái bóp, trong đây có những cái đồ chơi cho em bé đó cô chú anh chị. Chuyến bay đầu tiên thì có cánh lúc hơn 10 giờ hả mọi người, thì buổi tối đó cho nên là người tắt đèn tối thui, Kim cũng ít quay với lại Kim cũng mệt đó cô chú anh chị. Em Chi cũng ngủ được mấy tiếng đồng hồ đó mọi người. Xin chào các bạn cô chú. Đã hạ cánh tại Dubai rồi nè cô chú anh chị ơi. Em Chi ngủ được chắc hơn 2 tiếng. Cứ một đêm luôn. Hôm qua là bay lúc 9 giờ, à không, lúc 10 giờ ở Anh hả cô chú anh chị. Bây giờ đến Dubai là gần 8 giờ sáng ở Anh, ở gần 8 giờ sáng ở Dubai đó mọi người. Nhanh lên con. Đừng té chi à. Where are you going to be?
Đi nhanh lần đây kiếm ghế ngồi con. Đi mệt không chị? Đi bộ 30 phút mà chưa tới đó chị. Cái sân bay gì nó lớn dữ thần trời, lớn quá trời lớn luôn. Chị đi bộ mệt luôn rồi mà cô chú. Sắp đến rồi đó con. Cái cổng C5 mà hồi nãy giờ đi hoài chưa tới C5 luôn nè mà cô chú. Đi từ A qua B rồi bây giờ mới tới C, mà C xuống từ C20 mấy, xong rồi mới xuống thấp thấp xuống là C5. Ở dưới đây nè chị ơi, C15 mà chị, gần tới rồi. Ở đây là người ta, cái sân bay thường thường nó dẫn mình đi vòng vòng hết mấy cái khu mua sắm đó cô chú anh chị. Mình phải đi bộ qua hết cái khu mua sắm để mình có mua đồ gì không nữa. Chị có bạn chơi nè. Đồ chơi, đồ chơi anh chị đem búp bê lên về chơi nè mà cô chú. Không thể búp bê quá chừng ở trong cái vali nữa. Đây nè. Hello chị. Hello. Chị hồi nãy cái chuyến bay trước xem cái bộ phim này nè không bà cô chú. Bây giờ lên cái chuyến bay này xem lại cái bộ phim này nữa mọi người. Dễ sợ chưa? Carrying out the final safety check. Enjoy your flight with Emirates. Okay. Mày về Việt Nam có nhiều mốc chị được uống sữa Việt Nam à. Ở đây có xúc xích, khoai tây nghiền với lại thịt gà. Cái cây này có cái bánh gì nữa nè chị nè. Cái bánh mì. Bánh mì này có phô mai. Đó là phần ăn của Chi, của em bé đó cô chú anh chị. Còn đây là phần ăn của người lớn, của Kim nè mọi người. Của Kim thì cũng có một cái bánh mì ha. Rồi người ta lúc nào cũng có kèm với lại phô mai với bơ cho mình ăn chung với bánh mì đó. Có một ít bánh quy, xà lách, đồ trắng miệng. Với lại cái phần cơm của Kim là có cơm với thịt bò mà nấu với khoai tây đó mọi người, mà nó cũng hơi cay cay á. Nó cay, nó có vị giống như cà ri vậy đó cô chú anh chị. Nói chung là mình ăn không quen á thì nó cũng khó ăn, nó không có hợp khẩu vị của người Việt của mình đó mọi người. Chi ăn mấy miếng trái cây như vậy là xong luôn, là bỏ nguyên cái phần này đó cô chú anh chị. Cái chuyến bay đầu tiên em Chi cũng không có ăn cái gì hết trơn á. Kim cũng không ăn được nữa mọi người, ăn một xíu cơm mà. Với lại mệt á, Kim bị say máy bay á, rồi cũng không ăn được nữa cô chú anh chị. Còn chưa đến 2 tiếng nữa là hạ cánh hết mọi người. Bây giờ người ta có một lần cho mình nước uống nè. Kim có trà, với lại người ta có bánh pizza và bánh ngọt nữa cô chú anh chị, cho mình ăn tối đó, ăn trước khi hạ cánh hết mọi người. Đã chạm đất đến Sài Gòn rồi ông bà cô chú ơi, đang chuẩn bị lấy hành lý đi về. Bây giờ nhiệt độ là gần 8 giờ tối mà 33 độ C thôi cô chú anh chị. Em Chi mới về nóng quá chừng là mặt đỏ hết trơn. Chị ơi. Xin chào bà cô chú ơi. Xin chào các bạn con chú. Chị nóng quá hả? Trời ơi, cũng may là giờ buổi tối thôi, ban ngày còn nóng nữa. Chị. Chị nóng quá trời nóng rồi cô chú nhìn. Xăng quần nha, xăng áo y như là đi đi quê đi bắt cá vậy hả chị? Chị nóng quá hả con hả? Đỏ mọi ướt hết trơn nè. Trời xíu cái xe sắp đến rồi. Em Chi hỏi là sao mẹ mặc cái đồ này cho con làm cái gì mà bây giờ nóng quá nè. Hồi lúc ở Anh đó thì mình đi về nó lạnh mọi người. Rồi xe tới rồi. Chi. Cái gì? Con chó nó chạy ra ngoài là Chi la sợ con chó chạy mất nè. Chị chào ông bà cô chú đi. Đi nè. Chị chào ông bà cô chú. Chào con bà cô chú. Kìa, thấy anh xuống rủ chị đi nữa kìa. Ông chó con đó rồi chị. Chào
mời cô chú ơi, sáng nay em Chi dậy em Chi ho quá chừng nè mọi người. Sáng ra đi chợ quê ha mọi người. Về quê thích nhất là được đi chợ nè, mua đồ tươi, cá tươi, thịt cá gì cũng tươi hết trơn á. Như mấy cái cảnh này nè, mình ở bên nước ngoài mình đâu có thấy đâu mọi người. Ở bên Anh á là chỉ đi siêu thị mua đồ đông lạnh hoặc là đồ đã làm sẵn đó để tủ lạnh đó cô chú anh chị, chứ không có đồ tươi như vậy. Đi như vậy cũng là một cái trải nghiệm cho em Chi nè cô chú anh chị, được xem, được nhìn thực tế ha mọi người. Ba nó 17 tay mới về cô. Gì? Bà Chi kìa, bà Chi mới ngồi đó, bà Út kìa. Lỡ mấy cái mập mập này nè mấy ngon nè. Để cho cái bịch trên đây nè, hốt bỏ vô. Để bịch trên đây nè, rồi lụm bỏ vô cho lẹ, rồi bỏ vô. Qua là mướp ngon quá ha. Mướp có nấm không? Hả? Nấm màu ngư không? Qua này dùng thịt ăn bát cháy nè. Ngon ha. Mấy trái mướp lấy gì trong vỏ mẹ đó. Em Chi đi mua giày nè ông bà cô chú ơi. Em Chi lần đầu về cũng ra đây mua giày hết, rất là mê luôn mọi người. Đâu nó là chắc bự rồi đó. Cái mẫu thì nó có cái mã. Dễ thương quá hà chị à, giống như mấy đứa Hàn Quốc đó. Dễ thương không? Hơi bự ha chị ha. Cô lấy cho nhỏ cho con. Ở cái đó con gấu đẹp á chị à. Có hình gấu đẹp á. Con đẹp quá. Con thỏ hơn gấu vậy đó. Ủa cái dứt hai ba gấu. À, thấy con thỏ này đẹp nè chứ nè, đúng không? Đẹp hơn con này. Bánh quê, bánh quê lấy một cái gói ống lớn luôn á, bánh này. Ok con. Con ăn bánh bò không? Để mẹ đưa bà này. Để mẹ tính tiền cái này, mẹ tính tiền cái này con nè. Đây con nói vậy đó, tập cho nó nói chuyện khen. Dạ có bà.
Đây nè cô chú anh chị, cái màu hường chân ái. Em Chi thích cái này là do chỗ đây có hình trái tim hả cô chú anh chị. Chi rất là thích trái tim luôn, vẽ hình lúc nào cũng trái tim hết. Mà em thấy cái này nó cũng mềm dẻo nè, đi nó không bị đau chân, ở trong đây nó cũng mềm. Nhưng mà cái da này giống như da si ha, không biết là cái keo người ta dán có bền không hả cô chú anh chị. Thấy cũng dễ thương, mua để đám cưới cho Chi đó, cho Chi đi đám cưới đó cô chú anh chị. Hôm nay Kim mua được cái gì đây cho mọi người xem nè, đu đủ nè, ở nhà ba Kim chồng ha. Kim mua cái này xài cát, xài cát nhiêu ký Kim quên mất tiêu luôn rồi, mận. Nhưng không hỏi nhiêu ký nữa mọi người, Kim lựa xong rồi cân. Bánh cục nè, bánh rau mơ, cái này giống như bánh ít vậy đó, bánh bò. Nãy bánh bò Chi ăn được hai cái bánh bò rồi đó, mời cô chú. Bánh mì nhỏ xíu cho Chi nè. Ở nhà Kim nấu nước đậu uống nè mọi người, ba Kim nấu nước đậu, đậu đen á, rang lên xong rồi nấu uống. Về tháng này đó cô chú anh chị rất là nắng luôn, 35 36 độ mọi người, nắng chảy mỡ luôn đó. Cô chú anh chị thấy cái tấm này quen không? Cái này Kim đem từ bên nhà Kim ở bản đem về đây nè. Để lóc nồi. Cha Kim nói là chở củi về rừng ở bên này người ta làm này bán và bánh xuất khẩu đó mọi người, mà mình lại đem về đây. Nhưng mà cái này Kim thấy ở dưới quê nhà mình không có đó, nên về xài. Sạch đẹp nữa ha. Là có trứng thịt rất là ngon. Món này giống như là đập tráng đó mọi người. Tráng mỏng mỏng nè. Kim đang luộc cái tôm này để làm phơi làm tôm khô nè cô chú anh chị, mốt đem qua bên bển ăn, dành nấu canh ha, ăn sống gì cũng được các mọi người, lọc rang luôn cũng được tại vì mình luộc chín rồi đó. Canh mốt nấu nấm bầu ngư với lại tôm ha cô chú anh chị. Có một ít bông cải cho em Chi nữa mọi người. Cơm trưa ha cô chú anh chị. Này là gà, Kim mua con gà tre đó, có 800g hả mọi người. Vậy Kim cái này ở miền Tây Kim gọi là gà quay chảm, giống như là gà ram nước dừa hết cô chú anh chị. Nước dừa Kim để Kim nấu cho nó cạn hết trơn rồi mọi người. Bữa em Kim làm giò heo kho nước dừa nè cô chú anh chị, lên màu nè, đẹp quá chị nè. Hôm nay Kim làm canh này nè cô chú anh chị, đùi gà, thịt gà, thịt gà ram nước dừa đã bắp luộc, với lại cái này khổ qua giòn mỡ Kim cho nữa, còn ba cục thịt cuối cùng. Ngày mai cho muốn ăn món gì nữa. Hết nhà chỉ có 3 chim mua. Chị đi hồ bơi cũ nè cô chú anh chị, đợt trước về có học bơi một tuần hả mọi người. Đợt này về Chi muốn xuống đây bơi nữa cô chú. Thẳng chân ra chưa? Ây da. Mẹ
Ngồi đây ăn thử coi. Ngon mà, ngọt không? Không ngon hả? Trời ơi. Mặn ta ngon vậy mà chi nó chê nè ông bà cô chú ơi. Nay chiều mát rồi nè cô chú ơi, dịu bớt rồi. Nhà ba Kim có trồng cái chậu gì đây không biết, treo treo này chắc em Kim đem về quá. Này hoa cũng đẹp nữa nè. Này giống như cây cây mặn nhện hay cái gì nhện nhện đây nè ông bà cô chú. Đẹp quá, lá đẹp. Cái cây mông sứ. Mấy cây mai này nè. Cái hoa nó thơm lắm mọi người. Hoa nó thoang thoảng, nó thơm lắm. Mai mốt đám cưới của chú anh chị là cái chỗ này, mấy cái chậu này nè cô chú anh chị là sẽ khiêng ra ngoài kia để dựng rạp ở đây. Mọi người dựng rạp từ đây chạy qua bên đây. Đám cưới em Kim đãi ở nhà hả cô chú anh chị? Con đường làng quê nhà Kim nè cô chú anh chị. Ở trước cái đường lộ nhà Kim là có một cái hàng cây hoa bằng lăng hả mọi người. Mùa này hoa nở màu tím rất là đẹp luôn nè cô chú anh chị. Cũng tàn bớt rồi đó. Cho tới lúc mà cái mùa hoa xum xuê nở rộ đó. Đẹp lắm mọi người. Em Chi đang chơi trên đây nè. Chi đang chơi trên nhà cậu Kim có mấy đứa cháu á. Ngày nào mà cũng chơi ở trên đây hết trơn á. Bước qua đây mấy chục bước là tới rồi mọi người. Không có tới 100 mét nữa đó. Đây vô đây. Từ từ. Chị đang chơi gì á? Ôi vẽ nè. Luôn em Chi về đây vẫn vẽ nè. Tô màu sáng thì chị vẽ được gì rồi? Hả? Vẽ được gì rồi con? Mấy cái màu này Kim đem về nè. Kim đem về cho mấy bé này chơi nè. Hôm qua đem mấy cái hạt gì đó hả Hiền hả? Làm vòng tay gì quá chừng hả Hiền? Làm 24 cái nữa. 24 cái sao anh không đeo cái nào hết trơn vậy? Chưa đám cưới. Đám cưới mới đeo hả? Đám cưới vậy. Đám vỡ đám cưới mới đeo nha, anh nhớ đeo nha. Mấy cái lu nước này để hứng nước mưa hả mọi người? Nước mưa nấu tắm. Nấu nước nóng cho mấy đứa nhỏ nó tắm. Ủa cái mặn hết trơn tái hả mơ tư? Còn bông quá chừng nè. Ủa cá quá hình kìa. Ủa quá trời cá nó nhảy. Chạy cá bông bỏ vô. Cá bông nè. Cá bông dừa. Cá bông này có trứng không mơ tư? Không. Không hả? Nhiều dữ vậy? Quá trời luôn á. Hồi sáng ta đặt kho, có kho mắm vậy. Kho gọn mới rồi đó hả? Ừ, kho mở ký vậy. Đặt lờ hay đặt lưới hả? Đục. Đặt ký hết ơi. Quá trời luôn nè. Để mấy con chết vô đây thúi. Hay quá. Mấy cá này kho tiêu ha, kho nước dừa cũng ngon ha. Kho cúc dừa chứ. Kho cúc dừa kẹo kẹo lên. Ăn ngon. Nào mà tư kho nữa kêu con lên nè. Ăn cá một tô cơm. Bạn mắm à, cá kho mắm nữa kìa, chiều ăn. Trúc vô cá ăn tô cơm cá kho mắm. Trời, ngon quá. Con còn nhỏ. Danh có hồn không? Dạ. Có hồn nuôi cá đó, bữa đâu rồi? Nuôi cá hả? Ừ. Hết rồi. Hết rồi hả? Bắt mấy con rồi. Cá con rồi để vô nuôi nè. Biến nuôi rồi.
Mấy con cá lê thê bữa nuôi đâu? Chết queo rồi. Trời, mày ngần thế nào. Cao nguyên cột sen. Mày hơn ký luôn. Danh mắc cỡ nữa thấy chạy chạy chạy. Đi ra đây với gì hai coi mướp đi Danh. Có hai coi mướp đi. Ở đây có nhãn lồng nè. Cái đầu nhãn lồng này hái luộc ăn là ngủ ngon lắm nè mọi người. Có bông có trái nè. Nhỏ Kim hay hái mấy trái nhãn lồng ăn lắm. Nhãn lồng này chưa có chín, vẫn còn sống. Cái đọt non quá chừng luôn nè. Cây đinh lăng hả cô chú anh chị. Mấy cái chuồng này nuôi vậy thấy Danh? Mốt của mấy vịt ngoài kia bự hả đây luôn. Ờ vậy hả? Ôi cái vàng mớp của bà nội Danh nè. Quá trời tốt luôn. Đọt mớp này hái luộc ăn cũng ngon nữa. Bên đó cũng có mấy cái nhiều. Trời ơi cái vàng mớp nè. Mê chưa nè Danh nè. Một trái rồi ha. Mày, bữa hôm qua là mợ Tư Kim hái bớt rồi đó. Cái này hái ăn được rồi nè. Ôi có con sâu ha, con gì nó ăn nè Danh nè. Con ong nó đút đó Danh. Không thấy nó đút. Trời ơi rau cần cô dưới đây quá trời luôn. Quá trời quá đất rau cần cô luôn. Bà cô chú ở đây nè. Mời ông này hái vô làm dĩa gỏi. Như là mợ Tư có cắt rồi đó. Cắt bớt mớ rồi nè. Trời cái vàng mớp thấy mê chưa. Đây có cây tắc ha cô chú anh chị. Cây tắc này ở trong rập cho nên nó bị quéo lá hết trơn rồi. Trời cái mớp non. Đã chưa. Đây có cây mít nữa nè, cây đinh lăng. Ở trong cái vàng mớp này. Đây cái cuốn này hái rồi. Mát ghê luôn, cái vàng mớp này xanh mương mướt luôn á trời. Đây nữa nè. Mà bị con ong con gì nó đút rồi nè. Nó chích rồi đó. Trái này ngon nè Danh nè. Ha Danh ha. Đây có trái non nữa nè. Đây có đu đủ. Đây là cái cây rau này là cây rau gì đây ta? Cây rau gì Danh biết không? Dạ quên mất tiêu rồi. Kim thắt hả? Thơm lắm mà ta. Này hẹ. Sao hẹ như trong gặp hay sao mà nó yếu xìu à? Đu đủ nè. Hành nữa nè. Cái này đâu cần mua rau đâu. Cái mấy cái dây này mà tôi trồng dưa leo hay gì vậy? Dưa leo có bông có trái nụ rồi nè, quá chừng luôn nè. Mấy dây mà chó cạn chết mấy dây. Trời ơi. Nè. Nụ non mưng mẫn quá trời nụ luôn tơi. Một nhánh này hai ba nụ luôn nè mơ Tư. Hai ba nụ luôn nè mọi người. Lần ha. Chị nó tầm ha, một có bốn dây à mà từ gốc tới ngọn đếm mười mấy trái. Mát tay quá. Trời nó tổ nó chụp hình nó nói giờ thấy có dây nè. Mát tay trời cây đu đủ cũng sai nè nhà mơ Tư trồng gì cũng sai hết trơn. Chị nó bỏ hộp rơ, hộp mướp, hộp gì cũng vậy. Cá dữ lắm mà nay chưa, mới bò thôi. Mà công nhận xanh tốt ghê luôn. Đây là cái vàng đậu gồng này chắc cũng lâu dữ lắm rồi nè. Lâu rồi, chưa tết tới ngay mà. Nó chưa tết tới ngay. Mới gió trướng là tháng 10 tới ngay là nó bò lên tới trên kia luôn rồi kìa. Công nhận xung quanh có cái vàng rau nhìn mê chứ bầu. Rau dền này hái nấu canh ăn được nè, nó lỗ bông rồi nè. Đây nó nhìn. Hồng tơi. Trời, cái đu đủ này nó tốt hay ghê, cái gốc nó bự chảng luôn nè. Bây giờ mỗi nách là mỗi nách mỗi bông rồi nè. Mía. Bạc hà ốc canh chua. Mê quá Danh ơi. Cái này cây mãng cầu nè. Đinh lăng. Trời, cái cây rau dền này nó non, nó tốt thấy ghê luôn không? Quá mê luôn Danh. Dưa leo nữa nè. Đã quá. Cây bưởi da xanh hả mọi người? Bưởi da xanh. Rồi cái đậu gồng cái mớp nó bò vô nhà luôn. Để cho bò lên nhà lên đó cho mát luôn. Đây, có một cái vàng cải ngọt nữa. Cải ngọt. Cải ngọt xanh non ghê chưa nè, tốt ghê luôn á. Xong rồi cấy ra bên đây mốt nó sẽ mập lên. Mốt mập lên nhổ nấu canh ăn ngon ha Danh ha. Mát luôn. Dừa cũng trái sai nữa. Dừa trái quá trời sai luôn. Em Chi mê chơi từ hồi trưa tới bây giờ không về luôn. Ủa mấy cái dây này nhà mình để làm gì mà nhiều dữ vậy mơ Tư? Cái này
mừng chi nè. Giờ về ăn cơm ông bà cô chú ơi. Ăn cơm xong thế nào hồi chi cũng là đi chơi nữa. Ấy dạ. Ông ba, chào chú ba. Chú ba khỏe không? Ăn cơm cho chú ba. Ăn cơm chứ nằm võng nữa trời.